dù chúng ta là ai, chúng ta đang thực hiện công việc gì thì được xem là chúng ta vẫn đang bán hàng. Bán hàng không đơn giản là chúng ta cầm một món sản phẩm nào đó để bán cho người khác, mà chúng ta có thể chúng ta đang đang đi làm một cái công việc ăn lương, hoặc là chúng ta đang làm một cái công việc công chức hoặc là một cái cơ quan nào đó. Bởi vì chúng ta cũng phải bán kiến thức của mình, bán sức khỏe của mình, bán thời gian của mình để đổi lại bằng tiền, đúng không ạ? Vậy nên thì hôm nay Tài sẽ cùng trao đổi với các anh chị có 5 cái phương pháp để giúp chúng ta thực hiện, để giúp chúng ta thực hiện cái công việc bán hàng trở nên nó hiệu quả hơn. Và nếu mà các anh chị để ý một xíu thì đâu đó quanh cuộc sống chúng ta thì có rất là nhiều những người bán hàng, họ đang thực hiện 5 cái phương pháp này với 5 cấp độ khác nhau. Và từ với những cái sản phẩm bình dân đơn giản nhỏ nhất thì họ cũng phải áp dụng với những cái phương pháp bán hàng cho đến những cái sản phẩm cao cấp, sản phẩm có những cái giá trị lớn hơn. Vâng, thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau là bán hàng bằng vật chất. Các chị sẽ thấy rất là nhiều những người bán hàng ngoài kia họ thực hiện bán hàng bằng cách là sao ạ? Bằng vật chất, nghĩa là họ đánh vào cái lòng tham của người mua hàng, nghĩa là họ xây dựng những cái chương trình bán hàng thông qua việc là giảm giá, hoặc là có khuyến mãi, hoặc là có quà tặng kèm theo, đúng không ạ? Bán một cái sản phẩm A thì có kèm theo cái sản phẩm B hay sản phẩm C gì đó, hoặc là họ sẽ có những cái chương trình giảm giá 10%, 50%, 20% vân vân. Đó, thì các anh chị sẽ thấy là họ đánh vào cái lợi của khách hàng mong muốn đạt được, để họ tặng thêm những cái phần quà tặng để cái người mua họ cảm thấy mình đang được có lợi. Đó là cái phương pháp và các anh chị sẽ thấy rất là phổ thông ở ngoài kia, mọi người đang thực hiện nó rồi. Và cái cách bán hàng thứ hai nâng tầm chúng ta lên, đó là các anh chị sẽ thấy là một số những cái anh chị hoặc một số những tổ chức cơ quan họ bán hàng theo cảm xúc, nghĩa là họ làm sao đó để tăng cái cảm xúc của cái người mua hàng lên. Bằng cách là sao họ tổ chức ra những cái hội nghị để họ đẩy cảm xúc của các anh chị lên, họ xây dựng những cái hình ảnh, đèn, âm thanh, ánh sáng để làm sao cho tôn cái sản phẩm nó lên, để các anh chị cảm thấy thích thú hơn, hứng thú hơn, đúng không ạ? Ví dụ như các anh chị có thể là tham dự vào một số những cái chương trình bán hàng của những công ty bảo hiểm, thì các anh chị sẽ thấy là họ mời các anh chị ăn uống rất là thoải mái trong những cái buổi hội nghị như vậy. Và thông qua cái việc mà chúng ta ăn uống, chúng ta vừa cảm thấy vui vẻ, chúng ta cảm thấy thoải mái như vậy thì cảm xúc chúng ta nó tăng lên, và lúc đó thì họ sẽ dễ dàng chốt sale bán hàng cho chúng ta. Hoặc là các anh chị sẽ thấy là một số những cái đơn vị họ tổ chức bán hàng thông qua những cái hội thảo, và có thể là họ lồng ghép những cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng đám đông, hay gọi là hiệu ứng chim mồi ấy, hay là gọi là cò mồi gì đó, để sao ạ? Tăng cái cảm xúc của mọi người lên, đưa mọi người từ một cái cảm xúc là cảm thấy sao hưng phấn, một cảm xúc là sợ bị hết sản phẩm vân vân, tạo sự khan hiếm. Họ đưa ra rất là nhiều những cái nội dung để đẩy cảm xúc của các anh chị lên, và lúc đó thì gần như mình mua hàng bởi do những cái cảm xúc. Hoặc là các chị sẽ thấy là một số những cái đơn vị họ cũng đưa những cái bạn bán hàng rất là dễ thương, rất là đẹp trai, rất là xinh gái, để sao làm cho cái người mua họ cảm thấy là vui vẻ thoải mái hơn. Cho nên là các chị thấy là trong những cái hệ thống bán hàng thì các chị thấy là những cái bạn bán hàng thì được tuyển bởi những người bạn nữ rất là dễ thương, rất là khéo léo, đúng không ạ? Để sao cái người mua hàng nhìn vào cảm thấy ta nói gọi là sao, dùng mỹ nhân kế, đúng không các anh chị? Đó. Hoặc là họ sử dụng những cái âm thanh, những cái ánh sáng, những cái người mẫu để tạo cái hiệu ứng cho tăng cái cảm xúc thích thú của chúng ta lên, vui vẻ chúng ta lên. Hoặc là các anh chị sẽ thấy là họ bán hàng với cái cách bằng cảm xúc như vậy, thì thường các chị thấy là một số những cái đối tác người ta ký hợp đồng với nhau dựa trên là bàn nhậu, là đa phần là như vậy. Bởi vì khi người ta có một vài cái
men vào rồi thì cái cảm xúc con người sao nó được đẩy lên, đôi lúc là không có kiểm soát được, và cái khả năng chúng ta sẽ bán hàng và chốt hàng dựa trên cái việc mà ăn nhậu như vậy, thì các anh chị thấy là nó rất là phổ biến, và cũng có rất là nhiều những cái đơn vị hoặc là anh chị người kia họ bán hàng họ dùng cái cách này đó, bằng cách là đẩy cảm xúc của khách hàng tăng lên dựa trên nhiều cái hình thức khác nhau, bán hàng thông qua hội nghị, bán hàng thông qua những cái người mẫu, bán hàng thông qua những cái bữa tiệc, bán hàng thông qua những cái cuộc ăn nhậu, đúng không các chị? Đó thì đó cũng là cái cách mà người ta thực hiện các công việc bán hàng thông qua cái việc mà để tăng cái cảm xúc của khách hàng lên. Và cái cách hàng bán hàng thứ ba đó là bán hàng bằng kết quả của sản phẩm. Thì hai cái cách trước đó chị, cái cách bán hàng bằng vật chất và cái cách bán hàng bằng cảm xúc đó, thì nó sẽ không tạo ra được một cái doanh số cũng như là cái sự ổn định trong bán hàng, bởi vì các anh chị biết là bởi vì khách hàng mua hàng từ các anh chị là do là có được tăng cái vật chất, họ cảm thấy có lợi hơn, các anh chị đang đánh vào lòng tham của họ, cho nên là khi họ mua hàng họ luôn luôn là chờ có khuyến mãi, họ luôn luôn là mong muốn có gì đó có lợi hơn so với lại bình thường đó, cho nên là họ sẽ chờ những cái dịp mà các chị có khuyến mãi, có tặng quà vân vân thì họ mới mua đó, còn không thì sẽ không mua. Và thông qua cái việc bán hàng như vậy đó, thì cái chi phí các chị ngày càng đội lên, cái biên độ lợi nhuận các anh chị phải cạnh tranh với rất là nhiều những cái đối thủ xung quanh mình bằng bằng giá. Và cái việc mà các anh chị bán hàng mãi đến một cái lúc mà biên độ lợi nhuận của mình vô cùng thấp, thì cái việc bán hàng mình sẽ không còn hiệu quả nữa, đúng không? Rất là gặp rất là nhiều những cái khó khăn, các anh chị sẽ để ý điều đó. Hoặc là bán hàng bằng cảm xúc cũng vậy, cái doanh số của mình nó không được ổn định, bởi vì khi mà các chị tạo cảm xúc, đẩy cảm xúc của khách hàng lên cao như vậy và các chị có thể chốt được trong cái môi trường đó, thì khi về nhà đó lúc là họ suy nghĩ, ồ tại sao mình lại mua cái món hàng đó nhỉ, và họ cảm thấy là hối hận khi mà phải ra quyết định mua cái món hàng đó. Vậy nên là cái sự lan tỏa cái sản phẩm các anh chị sẽ nó sẽ không có được người mua hàng hỗ trợ các anh chị, cho nên là cái việc bán hàng của mình nó chỉ dừng lại ở đó thôi, dừng từ một người khách hàng đó thôi thôi, nó không có được lan tỏa ra. Vậy nên thì người ta sẽ áp dụng, những người bán hàng cao hơn thì họ sẽ áp dụng thông qua cái việc là bán hàng bằng kết quả của sản phẩm. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là người ta sẽ tập trung vào cái việc mà giúp cho khách hàng đạt được cái kết quả các anh chị. Lúc này họ không phải là bán cái sản phẩm nữa mà họ bán cái kết quả của sản phẩm đó. Ví dụ như một người mua cái sản phẩm đó vì muốn là tiết kiệm hơn, muốn đẹp hơn, muốn khỏe hơn, họ cần một cái kết quả nào đó thông qua cái sản phẩm đó. Thì người bán hàng họ biết là chọn cái sản phẩm có giá trị thật sự và giúp cho cái khách hàng đó họ đạt đến cái kết quả mà giống như họ mong đợi. Ví dụ như họ mua một cái mỹ phẩm ở đó với mong muốn là sao trị được mụn, thì họ phải hỗ trợ cái khách hàng đó dùng cái sản phẩm đó làm sao đạt được kết quả là hết mụn. Bởi vì các chị biết là cái nguyên nhân mụn thì nó rất là nhiều những nguyên nhân, và nó không phải chỉ đơn thuần là dùng cái sản phẩm đó không nó hết mụn, chúng ta còn phải biết là vệ sinh đúng cách, chúng ta phải nghỉ ngơi đúng cách, chế độ ăn chúng ta đúng đúng cách nữa, nó rất là nhiều những yếu tố để cấu tạo, để cấu trúc nên một cái sản phẩm như vậy mới ra một kết quả, đúng không? Hoặc là chúng ta bán một cái bất động sản, chúng ta biết cái khách hàng đó họ mong muốn một kết quả là họ sẽ có được cái lợi nhuận là khoảng 20 hoặc 30% trên một năm. Vậy thì các anh chị cũng phải tìm kiếm và đưa cho khách hàng ở một cái sản phẩm và các anh chị có thể là sao giúp cho họ đạt được cái kết quả đó. Hoặc là họ mong muốn là khỏe hơn thông qua một cái sản phẩm gì đó, có thể là họ đến các anh chị họ tập gym hoặc là họ uống cái thực phẩm chức năng gì đó ở, thì sao các anh chị cũng phải hỗ trợ để giúp đỡ cho họ sử dụng cái sản phẩm làm sao họ đạt cái kết quả giống như họ mong đợi. Thì nếu các anh chị dùng cách thứ ba này nó rất là khó hơn là cách một và cách hai tại vừa trình bày. Tuy nhiên là sau khi khách hàng họ đạt được kết quả đó thì họ sẽ hỗ trợ chúng ta là trong cái việc bán hàng, tức là sao họ sẽ giới thiệu, họ sẽ quảng bá cho chúng ta, là họ nói là chúng ta là một cái nơi bán hàng
mà cái chất lượng sản phẩm rất là tuyệt vời, bởi vì thông qua cái sản phẩm đó đã giúp cho họ đạt được cái kết quả giống họ mong muốn, và có thể là họ đẹp hơn, họ khỏe hơn, họ tiết kiệm hơn, vân vân, họ đạt được kết quả đó. Và lúc đó thì sao ạ? Cái việc bán hàng chúng ta sẽ nở ra dựa trên những cái người khách hàng mà họ dùng cái sản phẩm đó, họ đã đạt được kết quả, và chúng ta cũng có cái câu chuyện để kể và truyền thông cái việc đó. Cho nên là đó là một cái cách bán hàng nó sẽ bền vững hơn. Tuy nhiên nó sẽ khó hơn hai cách đầu tiên, đúng không các anh chị? Đấy. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái cách bán hàng thứ tư, một cái phương pháp thứ tư mà các anh chị sẽ thấy là với những người bán hàng lâu năm có kinh nghiệm và họ muốn xây dựng một cái kinh doanh, một cái công việc bán hàng bền vững hơn, thì họ sẽ tập trung vào cái cách phương pháp bán hàng thứ tư này. Đó là họ bán hàng bằng kiến thức, bán hàng bằng trí tuệ. Và lúc này họ đóng vai trò không phải là một người sale bán hàng bình thường các chị, mà họ sẽ đóng một vai trò trở thành một người tư vấn bán hàng. Tư vấn bán hàng. Thì họ sẽ là một cái người đưa ra những cái giải pháp để họ tư vấn cho cái khách hàng, để họ đạt được cái lợi nhuận và cái kết quả mà cái khách hàng đó mong muốn. Ví dụ như là các anh chị thấy là một cái người sale bán bất động sản đi, là họ chỉ là một người trung gian kết nối giữa người mua và người bán với nhau thôi. Tuy nhiên là nếu mà họ bán hàng bằng trí tuệ, bằng tri thức, thì họ sẽ trở thành một nhà tư vấn. Họ sẽ tư vấn cho khách hàng là với anh chị, với cái tài chính là 1 tỷ như thế này, thì anh chị nên mua cái bất động sản ở phân khúc A, phân khúc B như thế này, hoặc là nên mua ở tỉnh A, tỉnh B như thế này, và các anh chị nên có thể là đầu tư trung hạn hay dài hạn. Và họ sẽ cố vấn luôn cả thay vì anh chị bỏ ra 1 tỷ thì cái biên độ lợi nhuận của các anh chị tham gia vào phân khúc đó thì nó chỉ cho các anh chị cái lợi nhuận ở đâu đó khoảng 20% thôi. Nhưng nếu các anh chị có khả năng là huy động vốn, các anh chị tăng lên là được 1,5 tỷ, thì các anh chị có thể vào được những cái sản phẩm và vào được những cái phân khúc, nó sẽ giúp cho các anh chị tăng được cái biên độ lợi nhuận lên, ví dụ như là được 50%. Và họ sẽ tư vấn, họ sẽ cố vấn cho cái người mua hàng đó làm sao để họ có được từ 1 tỷ và lúc này họ có được một cái số tiền là 1,5 tỷ để sở hữu cái bất động sản đó. Họ cố vấn cho cái người khách hàng có thể là sao đi huy động vốn hoặc là vay từ ngân hàng, vân vân, rất là nhiều những cái cách để giúp cho cái khách hàng họ đạt cái kết quả vượt cái sự mong đợi của họ thông qua những cái kiến thức mà cái người bán hàng đó họ chia sẻ. Hoặc là các anh chị thấy là một số những người họ bán về thời trang thì họ sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức, và thông qua cái kiến thức đó cái người mua hàng họ nhận được cái giá trị và họ tìm đến cái người đã mua hàng, bởi vì họ thấy bởi vì đến với cái người bán hàng này họ sẽ được người ta tư vấn, cố vấn và giúp cho họ đạt được cái kết quả mà họ không cần phải am hiểu về cái lĩnh vực đó. Ví dụ như là người ta sẽ có thể chia sẻ các anh chị cái cách phối đồ, dành cho người ốm thì phối đồ như thế nào, người mập thì phối đồ như thế nào, đi dạ tiệc thì phối đồ ra làm sao, đi sinh nhật thì nên ăn mặc như thế nào, ở công sở thì nên ăn mặc ra làm sao, vân vân. Đó thì họ sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách phối hợp thời trang làm sao cho nó tôn lên được cái sự sang trọng, cái vẻ lịch lãm của chúng ta, dựa trên dáng, dựa trên cái form, màu sắc, vân vân, có thể là như vậy. Hoặc là họ là một người bán mỹ phẩm thì họ lúc này họ cũng sẽ trở thành một người tư vấn, một người cố vấn, là họ sẽ hướng dẫn các anh chị là nên sử dụng cái loại mỹ phẩm nào và từng bước cái quy trình chăm sóc da làm sao, nên là bước 1 là rửa mặt, bước 2 là sao tẩy tế bào chết, bước 3 là dùng nước cân bằng, bước thứ tư là dùng nước hoa hồng, thứ năm là dưỡng da và thứ sáu mới là chống nắng, qua qua đó. Có thể là họ sẽ chia sẻ các anh chị với từng những cái loại mỹ phẩm như vậy, từng những cái loại da như vậy thì nên sử dụng cái loại sản phẩm nào, ví dụ như các anh chị da khô thì nên dùng như thế nào, da hỗn hợp thì dùng ra làm sao, đúng không, da nhạy cảm, da dị ứng, thì cách dùng mỹ phẩm ra làm sao để các anh chị có được một cái làn da sao baby đẹp. Hoặc là cái phong cách trang điểm,
như thế nào dựa trên cái khuôn mặt của mình đó, là chúng ta muốn là trang điểm để tạo nên một cái khuôn mặt là hình nó đáng yêu, dễ thương, trẻ trung, hay là sao ạ, hay là sắc nét, hay là mạnh mẽ đó, thì họ sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kiến thức đó. Và rõ ràng lúc này đòi hỏi cái người bán hàng này họ sẽ am hiểu, trở thành một cái người tư vấn, trở thành một cái người cố vấn, chứ không đơn thuần chỉ là người bán hàng nữa đâu. Họ sẽ giúp cho khách hàng đạt vượt xa cái sự mong đợi của mình. Hoặc là các anh chị sẽ thấy là một số những cái người họ bán những cái sản phẩm cao cấp hơn, bán bảo hiểm chẳng hạn, hoặc là bán những cái bất động sản với tài sản lớn chẳng hạn đó, thì họ cũng sẽ đóng vai trò là một nhà tư vấn để giúp cho các anh chị có được những cái sự lựa chọn nó tốt hơn dựa trên cái trải nghiệm của các anh chị, đúng không ạ? Đó là cách thứ tư mà chúng ta cần phải trau dồi. Chúng ta muốn bán tốt hơn thì chúng ta phải làm cái việc này. Cho nên các anh chị thấy là có rất nhiều những chuyên gia hiện tại họ đang xây dựng những cái kiến thức trong lĩnh vực của họ để họ giúp đỡ khách hàng và trao đi những cái kiến thức đó để khách hàng nhận, mình sẽ mua hàng từ người này bởi vì sao, người này là một người có kiến thức trong cái dịch vụ hay là sản phẩm họ đang cung cấp. Các anh chị nhé, thì khi mà chúng ta bước sang cái phương pháp thứ tư này thì đồng nghĩa là các anh chị sẽ hạn chế được các cái rủi ro, các cái cạnh tranh, vấn đề về giá bán phá giá hay là vân vân, đúng không ạ? Bởi lúc này là người mua hàng đến với các anh chị bởi vì là phải nhờ đến kiến thức của các anh chị để các anh chị có thể tư vấn, cố vấn cho họ nữa, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đi sang một cái bước bán hàng được tạm gọi là cao nhất, mà nếu mà các anh chị áp dụng được vừa đến từ bước số 3, số 4, số 5 này thì cái công việc các bán hàng các anh chị sẽ trở nên nó ổn định hơn và ngày càng nó sẽ lớn mạnh hơn. Tuy nhiên đây là những cái cách mà nó không hề dễ dàng, đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên luyện tập để nâng cao cái nội lực của mình lên, nâng cao cái kiến thức, cái trí tuệ của mình lên trong cái lĩnh vực của mình, đúng không ạ? Để có thể là giúp đỡ được khách hàng. Và cái cách thứ năm đó là người ta bán hàng bằng nhân quả, các anh chị bán hàng bằng gieo hàng, thì đây là cách bán hàng rất là cao và vô cùng tuyệt vời. Đòi hỏi là sao, cái người bán hàng phải có những cái trải nghiệm nhất định. Là các anh chị để ý nè, thường là cái người bán hàng như vậy là họ sẽ trao đi trước, tức là họ sẽ giúp cho khách hàng có được một cái kết quả gì trước sau khi họ mới quay lại họ họ mua hàng. Từ cái người những người bán hàng đơn thuần nhất, các anh chị thấy là, ta lấy ví dụ nha, ví dụ như các anh chị thấy là một số những cái cô chú anh chị bán vé số chẳng hạn đó, người ta bán hàng một cách gieo hạt bằng luật nhân quả, người ta áp dụng luật nhân quả vào trong công việc bán hàng của họ là sao, họ đến những cái nơi đổ xăng đó, thì mình đang lu bu việc gì đó thì họ sẽ hỗ trợ mình trước, họ giúp mình có thể là mở cái nắp bình xăng ra giúp mình. Cái lúc mà đôi lúc là cái nắp bình xăng nó bị kẹt, nó bị cứng đó các chị, mình mở nó hơi khó hoặc là mình đang đi đám tiệc, mình mặc nó sang trọng xíu, mình tay chân mình đụng vào những cái nắp xăng đó, người ta hiểu là mình sẽ bị hôi cái mùi xăng đó. Cho nên cái người bán vé số họ sẽ rất là nhanh nhạy, họ được quan sát rất là tốt, họ rất là nhanh nhẹn, họ đến giúp cho các anh chị mở cái nắp xăng đó đó, và sau đó họ cũng sẽ giúp cho các anh chị sau khi đổ xăng xong, họ giúp các anh chị đóng cái nắp xăng đó lại. Và thông qua cái cách thể hiện đó, người ta giúp các anh chị, người ta cho đi trước, cho nên là các anh chị đôi lúc là sao rồi, các anh chị cảm thấy ái ngại và các anh chị sẽ ra quyết định à sẽ mua để ủng hộ cái người đó một cái tờ vé số mà ngay từ đầu các anh chị không có nhu cầu là mua vé số, hoặc là các anh chị không muốn là mua vé số, mà các anh chị mua vì cảm thấy cái người bán hàng đó họ giúp các anh chị một cái điều gì đó, họ cho các anh chị một kết quả gì đó trước. Hoặc là các anh chị vào trong quán ăn, các anh chị sẽ để ý vào những cái quán ăn rất là đông khách và cái người chủ quán họ không có thể hỗ trợ và phục vụ các anh chị kịp thời, nhưng mà một số những cái cô chú bán vé số họ rất là nhanh nhậu, thấy các anh chị đến ngồi, họ có thể hỗ trợ các anh chị để vệ sinh cái bàn và dọn dẹp một số những cái chén đĩa nó còn thừa trên đó để các anh chị có được một cái chỗ ngồi nó tươm tất nhất đó. Và họ cũng rất là khéo léo để có thể sao
mang thức ăn cho các anh chị một cách nhanh nhất. Đó. Và thông qua những cái việc giúp đỡ nhỏ đó thì các anh chị thấy ồ đây là một người bán hàng rất là dễ thương, đúng không? Rất là dễ gần và rất là dễ mến. Và lúc đó là các anh chị mua cái tờ, những cái tờ vé số đó không phải là vì các anh chị cần cái sản phẩm đó, mà là các anh chị mua vì quý cái người đó, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà các anh chị áp dụng được cái điều này trong cái công việc bán hàng của mình, đó là bán hàng thông qua sự gieo hạt, tức là mình phải biết cho đi trước các anh chị, biết cho đi trước. Cho nên là các anh chị thấy là có rất là nhiều những cái chuyên gia hiện nay họ đang áp dụng cái điều này, và họ cho đi rất là nhiều những cái giá trị để khách hàng họ nhận trước. Và thông qua cái việc nhận trước đó, khách hàng họ cảm thấy là họ có được những cái lợi ích, họ cảm thấy quý mến cái người đó, họ cảm thấy tin tưởng cái người đó. Đó. Và đến một lúc đó họ có nhu cầu thực sự mua cái sản phẩm đó, thì lúc đó họ sẽ tìm đến cái người mà đã họ cho họ được một cái giá trị nào đó, họ nhận được một cái giá trị nào đó trước đó từ cái người bán hàng đó. Ta lấy ví dụ một người đi mua bất động sản đi, thì thông qua cái người bán hàng, người ta chia sẻ cái cách đặt cọc như thế nào để an toàn, không bị rủi ro, rồi cái cách thế nào để thẩm định giá mà không có mua bị hớ, rồi cái cách thế nào mà chúng ta không đủ tiền vẫn có thể mua được bất động sản, rồi cái cách như thế nào để có thể chọn được một bất động sản để có thể có được cái tỷ lệ lợi nhuận được 30-50%, vân vân. Họ chia sẻ các anh chị rất là nhiều những cái điều như vậy. Thì có phải đến một lúc nào đó khi mà các anh chị có nhu cầu mua bất động sản thì chắc chắn là các anh chị sẽ rất là ưu tiên chọn lựa cái người đã cung cấp cho các anh chị rất rất là nhiều những cái thông tin, những cái giá trị mà các anh chị đã nhận được trước đó. Hoặc là các anh chị thấy là một số những cái luật sư họ chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức về luật. Ví dụ như họ sẽ chia sẻ chúng ta là muốn phân chia tài sản thì như thế nào, rồi muốn kế thừa phải ra làm sao, rồi các cái luật hôn nhân gia đình, các cái luật tranh chấp vân vân như thế nào. Thì các anh chị có cơ hội theo dõi những cái phần gieo hạt của người đó, họ cho đi những cái kiến thức, họ giúp cho các anh chị hiểu ra được nhiều điều thông qua những cái luật đó. Vậy thì đến một lúc nào chúng ta cần sử dụng các dịch vụ về luật thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng dịch vụ luật của người luật sư đó. Các anh chị thấy có phải là như vậy không ạ? Đấy, cho nên là khi mà các anh chị đạt được cái ngưỡng thứ năm này là đồng nghĩa là sao ạ? Người ta mua hàng từ các anh chị bởi vì người ta đã nhận được cái điều gì đó trước, và sau đó người ta mới mua hàng các anh chị sao? Và người ta mua vì quý các anh chị, vì mến các anh chị, vì yêu thích các anh chị, vì những cái giá trị mà người ta đã nhận được trước đó từ các anh chị. Thì lúc này các anh chị sẽ trở thành một cái người sao ạ? Người ta tìm đến để mua hàng từ các anh chị, chứ không phải là các anh chị phải là sao? Đi tìm khách hàng để mua. Không phải chèo kéo, không phải lừa đảo, không phải dùng những cái chiêu trò này nọ để bán hàng. Mà là sao? Tự động cái người mua hàng họ sẽ tự động tìm đến các anh chị. Và đây là một cái bước bán hàng là sao ạ? Rất là cao. Và đòi hỏi chúng ta cần phải luyện tập và hiểu được cái quy luật này. Và thông qua cái việc gieo hạt này thì các anh chị sẽ để ý nè, những người mà họ đi mua hàng rất là dễ á, thì thường họ sẽ bán hàng dễ hơn. Các chị thấy không ạ? Có một vài nơi là họ mua hàng rất là dễ, tức là họ sẽ rất là dễ dãi trong cái việc mua hàng, họ không làm khó người bán hàng, họ không quá khắt khe với người bán hàng, cái gì cho qua được thì họ cho qua đó, thì họ mua dễ như vậy. Thường tại thấy là vậy các anh chị, tại thấy là thì khi mà tại đi bán hàng, tại đi bỏ đồ chơi trẻ em á, hoặc là tại bán một số những cái sản phẩm mà đến cái người mà họ mua, họ mua rất là thoải mái, họ mua rất là dễ dãi, họ tạo điều kiện cho cái người bán hàng được bán hàng, thì tôi thấy là họ thoáng như vậy. Chính vì vậy khi mà họ mua cái sản phẩm đó về và họ bán trở lại thì họ bán rất là thoải mái, bởi vì khi mà họ mua thoải mái như vậy thì họ bán cho người khác họ cũng rất là thoải mái các anh chị. Người ta đến ví dụ như là có lẽ em xíu họ cũng bớt, hoặc là khi mà người ta mua cái sản phẩm chẳng may gặp lỗi gì, người ta đến đổi trả người ta rất là dễ dàng, người ta rất là thoải mái, người ta không khó chịu. Thì như vậy thì cái công việc bán hàng mình cũng trở nên nó thuận lợi hơn. Và thông qua cái việc đó thì cái người mua hàng họ cảm thấy rất là happy. Và họ sẽ truyền thông cho chúng ta những cái điều đó các anh chị.
Cho nên ở cái bước số 5 này là các anh chị hãy nhớ là các anh chị hãy bán cho người khác như thế nào. Cách mà mình bán giống như là cái cách mà mình đi mua, mình mong muốn là mình được mua hàng như thế nào, mình muốn được mua hàng như thế nào thì hãy bán cho người khác như thế đó. Đúng không? Bán bằng cái sự trách nhiệm, đúng không? Bán bằng cái sự sao chân tình, bán bằng sao cái sự hiểu biết của mình, bằng kiến thức của mình để giúp cho khách hàng đạt được kết quả, chứ không phải là mình lừa khách hàng, hoặc là mình dụ dỗ khách hàng, hoặc là mình đẩy cảm xúc khách hàng, hoặc là mình dùng những cái đánh vào lòng tham của khách hàng vân vân để bán, và sau đó sao họ không có đạt được cái kết quả giống như họ mong muốn, thì cái việc mà họ quảng bá chúng ta sẽ rất là khó. Không? Và đôi lúc là với cái cách thứ năm này, các anh chị phải là một cái người mua giỏi nữa. Chúng ta phải thường xuyên đi mua hàng và phải mua giỏi để chúng ta hiểu được cái trải nghiệm của một cái người đi mua hàng như thế nào, là họ sẽ cảm thấy thích thú, cảm thấy dễ chịu, để về chúng ta biết cách để áp dụng vào. À, mình mua như vậy mình cảm thấy rất là thích, và thì khi mình bán hàng mình sẽ dùng cái cách này để mình bán cho người khác. Và khi mình đi mua mình thấy có người bán hàng cho mình cái kiểu này mình cảm thấy rất là khó chịu, thì mình nói là ồ, đây là cái cách bán hàng rất là khó chịu, vậy nên là khi mình bán hàng mình sẽ không áp dụng cách này, mình né nó ra, đúng không ạ? Cho nên là mình phải là một người mua giỏi thì mình sẽ bán giỏi, và mình dễ dãi trong cái việc bán hàng, mình tạo điều kiện cho cái người bán hàng họ được bán hàng, mình không làm khó làm dễ họ, vậy thì đến cái lúc mà mình bán hàng thì mình cũng sẽ được cái người mua hàng họ rất là thoải mái với mình, họ cũng sẽ không gây khó dễ cho chúng ta, đúng không anh chị? Đó là cái bước số 5 mà rất là ít người có thể hiểu được ra cái điều này các anh chị và áp dụng. Và đương nhiên rồi, khi mà các anh chị đi từ cái bước số 1, số 2 thì nó sẽ rất là nhanh, bởi vì ngoài kia một cái người mới tham gia vào bán hàng họ cũng sẽ biết thực hiện những cái cách đó, biết tạo ra các cái bán hàng bằng vật chất, thông qua cái việc là tặng quà, thông qua việc khuyến mãi, thông qua việc là sao giảm giá vân vân. Rồi bán hàng bằng cảm xúc, họ cũng biết là chiêu trò đẩy cảm xúc lên, rồi hiệu ứng đám đông, rồi hiệu ứng chim mồi vân vân vân, dùng mỹ nhân kế, rồi đủ các trò. Thì ai cũng làm được cái điều này cho các anh chị. Cho nên là nếu mà các anh chị dùng cách số 1 và số 2 thì công việc bán hàng các chị nó sẽ bấp bênh và cái độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên dần đến cái bước số 3 là chúng ta bán hàng bằng kiến thức thì nó sẽ bán hàng bằng cái kết quả khách hàng, thì rõ ràng là chúng ta bán hàng bằng trách nhiệm. Chúng ta nghĩ cho khách hàng nhiều hơn, thì đương nhiên rồi, khi mà các anh chị biết nghĩ cho người khác, biết nghĩ cho khách hàng thì họ sẽ đạt được kết quả và họ sẽ quảng bá cái thương hiệu và giới thiệu rất là nhiều những người quen khác cho các anh chị. Và đến bước số 4, các anh chị bán hàng bằng trí tuệ, các anh chị nâng cao các cái kiến thức của mình trong cái lĩnh vực, cái sản phẩm, dịch vụ mà các anh chị đang kinh doanh, thì là lúc này các anh chị không phải là một người bán hàng mà các anh chị sẽ trở thành một người tư vấn, một người cố vấn. Người ta cần những cái kiến thức của các anh chị để giải quyết được những cái vấn đề của họ và giúp họ đạt được cái lợi ích thông qua cái sản phẩm, cái dịch vụ mà các anh chị tư vấn đó. Và đến cái bước số 5, các anh chị bán bằng sự cho đi, đúng không? Bán bằng cái sự hào phóng thì chắc chắn rồi nó sẽ quay lại. Tuy nhiên là với từ cái bước số 3, số 4, số 5 thì nó sẽ rất là chậm. Nhiều người nói với ta nó sẽ rất là chậm, bởi vì các anh chị phải hiểu rằng bán hàng là cả một hành trình các anh chị, và muốn nhanh thì phải từ từ, không có gì mà sao nó tuyệt vời mà nó lại dễ dàng được đâu. Đòi hỏi là chúng ta phải tích lũy, chúng ta phải xây dựng cái uy tín của mình, xây dựng cái thương hiệu của mình, rồi chúng ta phải nâng tầm cái kiến thức của mình, thì lúc đó chúng ta mới bán hàng được ở cái bước số 3, số 4 và số 5. Và công việc của chúng ta lúc đầu nó sẽ rất là chậm các chị, bởi vì kiến thức của chúng ta phải giúp người khác bằng kiến thức, thì chúng ta không có nhiều thời gian để có thể tư vấn cùng một lúc quá nhiều người. Nhưng mà khi mà các anh chị giúp được khách hàng đạt được những cái điều tuyệt vời thì họ sẽ quay lại và họ tự nguyện đem rất là nhiều những cái mối quan hệ từ bạn bè, những cái mối quan hệ xung quanh đó cho các anh chị, và công việc của các anh chị sẽ rất là dễ hàng hơn. Và nếu đến cái bước này thì các anh chị sẽ rất là dễ hình dung rằng là nếu mà các anh chị quý một người bạn nào đó của mình, hoặc là các anh chị tin tưởng, hoặc là các anh chị tin yêu một cái người bạn, một cái người thân, một cái người nhà nào đó, khi họ đi bán hàng, họ bán cái gì thì các anh chị cũng sẽ mua. Ví dụ như các anh chị họ mở ra một cái quán ăn thì các anh chị cũng đến đó ăn để ủng hộ.
họ mở ra một cái shop thời trang thì các anh chị cũng đến đó để mua để ủng hộ. Họ mở quán cà phê thì các anh chị cũng đến đó uống cà phê để ủng hộ. Đúng không? Họ bán bất động sản, các anh chị có nhu cầu mua nhà để ở thì các anh chị cũng sẽ mua từ họ. Các anh chị không quan trọng là họ bán cái gì, mà bởi vì các anh chị đã nhận được những cái giá trị trước đó từ họ, họ đã cho đi, họ bán bằng gieo hạt, họ bán bằng sự hào phóng, họ xây dựng cái điều đó. Và họ là một người kiến thức có trí tuệ nữa, họ giúp cho các anh chị có rất là nhiều những cái điều tuyệt vời ở phía trước. Vậy thì khi mà các anh chị có nhu cầu để mua hàng thì chỉ cần họ bán cái gì đó thì các anh chị sẽ rất là dễ dàng để mua. Đâu mà các anh chị không quan tâm là cái sản phẩm nó có chất lượng hay không, cái sản phẩm nó như thế nào, chỉ cần các anh chị thấy sản phẩm đó mình có thể dùng được là các anh chị mua. Bởi vì sao? Họ đã gieo được tất cả những cái điều tuyệt vời từ phía trước rồi. Có phải như vậy không ạ? Đó, thì nếu mà các anh chị xây dựng được cái cấp bậc và cái phương pháp bán hàng như thế này thì cái công việc của bán hàng các chị sẽ trở nên dễ dàng hơn, và nó sẽ ổn định hơn, ngày càng nó sẽ tăng trưởng, tuy chậm nhưng mà nó sẽ tăng trưởng tới đâu và nó chắc tới đó, và sao đến một lúc nào đó thì nó sẽ nở rộ rất là tuyệt vời. Và thông qua năm cái phương pháp này thì ta hy vọng là các anh chị sẽ từng bước để mình áp dụng nó vào trong công việc bán hàng của mình. Đương nhiên là mình sẽ phải học từng bước, làm từng bước, và nếu mà chúng ta áp dụng cả năm cái bước này, năm cái phương pháp này vào trong cái công việc bán hàng chúng ta thì nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và nếu mà các anh chị có những cái phương pháp nào nó hay hơn và nó hiệu quả hơn thì các anh chị có thể comment ở phần bình luận. Và nếu mà các anh chị thấy năm phương pháp này hữu ích, nó có giá trị thì các anh chị hãy bấm like và chia sẻ cái video này, hoặc là các anh chị có thể đăng ký kênh để các anh chị nhận tiếp được những cái nội dung mà ta sẽ chia sẻ, các anh chị xoay quanh những cái vấn đề về bán hàng, những cái vấn đề về marketing, vấn đề về khởi nghiệp và vấn đề về đầu tư. Thì rất là vinh hạnh và hạnh phúc được chia sẻ một cái phần nhỏ bé thông qua trải nghiệm của mình để có thể giúp các anh chị được có một phần nào đó. Và tôi cũng vô cùng biết ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian lắng nghe cái video của tôi, và cảm ơn các anh chị đã chia sẻ cái video này nếu mà các anh chị cảm thấy hữu ích. Rồi, hãy bán hàng bằng gieo hạt các anh chị ha, hãy cho đi trước để nhận lại sau. Cho nên là các anh chị muốn mình bán hàng cách dễ dàng thì các anh chị hãy chia sẻ cái video này, các anh chị hãy giúp người khác bán hàng, đó là giúp tài chia sẻ cái video này đó, thì tất cả những điều tốt đẹp sẽ quay lại với các anh chị và trở nên dễ dàng hơn. Rồi, các anh chị hãy ấn luôn chuông thông báo để đăng ký kênh, và các anh chị sẽ người đầu tiên nhận được những video tiếp theo từ tài nhé. Còn giờ tài nó sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị với nhiều nội dung tiếp theo. Xin chào.